Cô đố các em, con gì bơi lượn giỏi nhanh, con gì đi dọc lại thành đi ngang, con gì khiêu vũ giỏi giang, con gì đi đứng nằm hang cứ ngồi. Thời gian cho các em suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Đó là con cá, con cua, con công và con cóc. Chúc mừng tất cả các em đã trả lời đúng.